nó tập gì cái thấy đó kia á, nó mạng nó coi chúng đó đó, nó ẩn lên xuống dẫn nước lên bưng được ra một thành đó, tập vô đó bảo đảm gãy tay, không gãy tay thì cũng gãy nẻo lên nè. Vlog thực hành thiết thực cụ thể châm biếm hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Cái bài này á là bài cảm nhận. Cảm nhận thì chúng ta sẽ chơi full, sẽ chơi chậm để chúng ta cảm nhận. Nhớ. Đặc điểm bài này nó vậy, bài này tập nhanh nó tào lao lắm. Bài này tập nhanh rất tào lao, bài này phải tập chậm để cảm nhận. Mọi bài này tập này. Tập cái gì? Đừng tập thấy mấy nhỏ gái trên này. Nó là màu của tác nó tập tay của mình. Nó ẩn lên xuống dẫn lên. Bưng được ra một thành nữa. Tập kiểu đó bảo đảm gãy tay. Không gãy tay thì cũng gãy nẻ nó lên nè. Nó bài này nó phải là tầm giống em. Con gái tạ nhẹ nên có thể. Đấy. Tại vì cái bài này á, nó tập vì hạnh phúc gia đình. Nó tập vì cái thấy đó kia á. Nên mẹ nó coi nó đó. Không có tập theo. Bài này nó thuật ngữ của động tác. Tôi cái mông lên, ưỡn cái lưng, dưỡng cả ảnh ngực á. Nếu kêu là bend over. Bend over. Đó, động tác row, nó ghép thành bend over row. Dumbbell thì bend over the barrel. Đó, barbell thì bend over the barrel. Còn one arm á thì one arm bend over row. Đó. Đó, nó vậy thôi. Bài này phải có dây kéo. Tập chậm mà. Thằng quay phim bên này thì phải tập bên này trước. Bởi vậy mấy em kiếm năng thằng mô đồ trong ngành thể hình hướng dẫn nó không? Tại vì anh hiểu chuyên môn camera luôn mà. Tập cho nó quay được. Tập diễn nữa, trời ơi mẹ ơi mệt quá. 40kg. Set đầu tiên đấy quý vị. 40kg. Xù đầu kiều phong luôn. Quận 12 mới có cảm giác mồ hôi gì chứ. Tập này tắt máy lạnh em. Anh quay phim nên tắt máy lạnh. Mở hết cửa luôn, mở quạt để cho ra mồ hôi. Bên Bình Tân tập nó không ra được mồ hôi. Máy lạnh đó. Bến dân nhà giàu nhiều lắm. Tập phòng nóng không chịu. Khăn này lạnh đã thật chứ. Rất là mà. Bây giờ tập có cần có BT là nghỉ đó bạn. Khi bạn trình chuối á thì BT nó dạy bạn. Khi bạn trình vừa rồ á BT làm cu ly cho bạn. Dạ. Không. Cái giá của quý tộc mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hết một set cạn mana luôn. Giữa mỗi set là uống nghìn chai một khao phục hồi nha các bạn. Yêu cao trào mạnh liệt lẫn lần 45 yêu sâu xưa trên từng bước anh đi hút cùng em trên xa lộ tình đi nặng dữ trời nặng dữ thành vậy tập chân mà không nổi tập tay lời hẹn trên trang thế còn đó cơ bắp mạnh mẽ nhịp cân đầy cảm xúc hứng chiều phong ba thầy để anh chở che không để em khóc dù một điều nhỏ nhất chỉ làm trong mênh mông như biển cả ngọn sóng vô tình xô ngã âu lo trong phòng gym cơ bắp 45kg 12 rep một set những qua nhỏ giữa một dạ. Đời sâu rộng.
theo đinh đi dìm dành cho cuộc sống. Tôi nơi này hết lên giữa đại dương, gào khi anh hùng hoài bào quân vương, dừng say chiến đài dìm mơ đinh thư, trái bỏ đi thêm chiều sau chi thứ, bao mênh mang của xa lộ thành công, bản lĩnh can trường người anh lao thẳng. Gạo khí kiêu hùng một chữ nhất đời gì? Quá đuối. 45 ký một xe. Chẳng qua là mình diễn video mình cố gắng thôi, chứ bữa nay đang bệnh trong người. Mệt quá. Tập ở trong một cái building mà nó cao sừng sững giữa trời này. Cái cảm giác trúng gió nó không thể đến bất cứ lúc nào nữa em. Qua đây nào vậy? Theo định lý riêng dành cho cuộc sống, tôi nơi này hét lên giữa đại dương, gào khi anh hùng hoài bào quân vương, dừng say chiều đài dìm mơ đích thư, trái bỏ đi thêm chiều sau chi thứ, vào mênh mang của xa lộ thành công, bản lĩnh can trường người anh lao thẳng, gào khí kiêu hùng một chữ nhất đời gì. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorize 80 triệu, rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu, Zumba, Yoga, Belly Dance, thiết bị cardio siêu hiện đại, free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.